Anh đèn sáng ở trên màn hình, 2 giờ đêm vẫn còn lung linh. Quen chiều khuya như là bạn mình, nghe tiếng nhạc còn đập rung rinh ngay bên loa. Đêm em thêm say thêm ca, chỉ cần anh em ngay bên ta. Anh vẫn cày cuốc hăng say như ngày trước, dù không biết sau này họ sẽ nhớ đến hay quên ta. Nhớ khi xưa những ngày đói, khi mà động lực duy nhất là những lời cười khen. Giờ còn hơn ông thầy bói, vì mỗi người ta đều có hàng vạn nghìn người xem. Bốn bề đều là những người anh và người em, gặp nhau mỗi đêm 100 cơn chát nhỏ. Chấm đỏ tắt vào lúc mặt trời lên, nhưng đam mê không ngủ quên 100 con gác nhỏ. Sinh ra là người Tây, nhưng họ nói rằng tôi là người Chăm. Chăm vợ, chăm con, chăm làm, 100% mỗi khi nâng chén. Chăm on cho vài trăm ngàn anh em, lâu lâu lại nghe tôi chém. Không ồn ào và cũng không ầm ĩ, dân Đông Lào nhưng mà sống giờ Mỹ. Miễn là được chơi cùng huynh đệ thì thôi, nó cứ phải gọi là hợp lý. Music gaming on the bike, điều tôi muốn nói không có gì đâu, chỉ có tình yêu dành cho độ tộc và khóa hết mồm mấy thằng trẻ trâu. Ok. Đã nhiều lương 7-8 triệu vẫn ngồi livestream, bắn nhau đá bóng xem phim, cú lên một tiếng cả team chơi cùng. Đêm đêm anh lại tiệc cùng, âm thanh ánh sáng đã bùng lên chưa? Độ này vẫn giống độ xưa, vẫn đợi đô nếp vì chưa có tiền. Chào cả lò nhà mình nhá. Chúc cả lò nhà mình tối thứ 6 vui vẻ. Uầy buồn vậy đấy các bạn ạ. Đéo hiểu kiểu gì. Ngày mai thì đi mua gala, mặc vest đẹp dai các kiểu. Các bạn đập tiếng cút nhá các bạn nhiều. Xong rồi ngày kia thì đi quay cái quảng cáo. Thế mà hôm nay ngủ dậy nó mọc một cái mụn to như thế này. Nhìn này. Mẹ trông ối trời ơi không. Sau đó đéo mọc mẹ ở đỉnh đầu này, trong tóc nó còn che mẹ đi, hay nó mọc mẹ vào trong lông mày này này, nhìn nó che che đi trông nó còn đỡ. Hay mọc mẹ xuống dưới cổ này, trông nó còn che che đi được một tí. Các bạn mới donate nhá. Mọc mẹ vào đây ạ. Ú đéo chịu này, trông mẹ mình có hài cốt không? Xong rồi ngày mai nhớ Nimo Gala lên, chả may được giải hay là như nào đấy, lên đéo biết phải để tay kiểu gì để che mấy cái mụn này hê. Cảm xúc của bạn khi được giải Nimo Gala nhờ bạn mẹ. Em xin lỗi chị MC, em đang thiếu tự tin quá vì mặt em mọc cái mụn to vậy, cứt em xin phép không trả lời. Thế. Bực vãi cả đái á. Có cái loại thuốc đéo nào để có thể bôi vào phát xong rồi nó lặn chìm con mẹ xuống luôn không nhỉ các bạn nhỉ? Này nè, trông đẹp dai không? Bỏ ra này. Bực thực sự. Cảm ơn tài nhá. Không. Cái miếng dán mụn nó kiểu đéo gì ấy. Tôi nhìn thấy thằng nhím ấy, thằng nhím nó hay dán cái miếng dán mụn ấy, trông nó cứ thế đéo nào ấy các bạn.
trông đéo hợp lý một tí nào, trông cứ kiểu mẹ trông bực vậy đấy. Lấy kem đánh răng bôi vào à? Uầy, chiêu này mới vãi cứt này. Nhưng mà kem gì? Anh cảm ơn Sơn nha, cảm ơn em nhiều. Kem gì? Nó phải có một cái loại kem gì đấy, ví dụ như là kem close up, kem kem light boy hay là kem đéo gì chứ? PS trắng răng à? À, mẹ mới này. Ok nhá. Nhưng mà bôi vào nó sẽ hết à, anh như nào? Cảm ơn Hiếu. Anh ơi, hôm online có ít ảnh mùi gửi anh mà không biết cách nào ạ. Em gửi vào email cho anh. Đọc hết 1989a@gmail.com. Lúc mà gửi thì bảo anh nha, anh check luôn, không nó trôi đấy, trôi nhanh lắm. Mẹ trôi về vèo mẹ luôn đấy. Cảm ơn Thao nhé, cảm ơn bạn nhiều. Thank you bạn. Lấy xăng à? Xăng với cồn à? Mẹ xong nghe thảm họa vậy. Ngày xưa có mấy cái thuốc đéo gì nó quảng cáo trên tivi ấy nhỉ, bôi vào cái nó đỡ ấy nhỉ. Nghe mai đi làm tiếp bôi vào tạm xem nó như thế nào. Cảm ơn Dũng nhá. Này cho ăn cơm chó cả đêm. Ok à, thế hôm qua ông đéo nó kêu đói. Ông nó kêu đói tôi cho ăn còn đéo nữa. Thương các ông thế, mẹ vừa quay ra chửi tôi. Ồ vậy đấy. Mẹ hôm nay đi đá bóng xong rồi vừa bị đau chân vừa bị chật khớp. Hôm nay bị chạm chân một cái phải ra sân luôn các bạn ạ. Đéo dám đá nữa tại vì sợ mai đi cả nhắc. Cảm ơn Sơn nhá. Kem PS trắng không màu bôi vào mắt là nó lặn. À mới này. Anh mua lọ gel cleanzip trừ C. Bôi mai tịt luôn thể. À xịn này. Nhà ông nào làm hiệu thuốc không? Nhà ông nào làm hiệu thuốc mà có cái lọ kem thần kỳ tên là cleanzip trừ C không? Mẹ bán cho tôi ship gấp cho tôi để tôi bôi vào cái mà. Cảm ơn Lực nhá. Cảm ơn bạn nhiều. Mẹ trông cú ở đây. Bên này còn một cái nốt mờ mờ đây, nhưng cái nốt này nó còn đỡ. Ừ, bên này thì nó to vậy đấy. Ui, lúc nãy nó còn có cái cục nhân ở bên trong cơ. Công bị cái mụn to, công thấy, công biết cái kiểu cảm giác có cái cục nhân ở trong không? Xong rồi công, động tác của công sẽ là lấy cuộn giấy chùi đít, hiểu không? Xong rồi xé ra một màu nhỏ. Đấy. Gấp nó làm 4 lần. Xong để vào tư thế khi mà cái mụn nó ở giữa tâm của cái này, bóp phát. Xong rồi nó sẽ kêu phụt một phát. Thế là cái đầu nó bắn ra, xong rồi nhìn thấy quả đầu này. Wow, chết mẹ mày chứ ai ở mày mọc trên mặt của bố mày. Giờ mày sẽ bị xuống bể phốt. Thế là vứt con mẹ phát xuống. Xả nước con phát. Xong, cục mụn xuống mẹ bể phốt cho bỏ ghét. Xong rồi nó để lại một cái vết như thế này này. Trông bực đéo chịu được ạ. À, mẹ đau chân quá. Anh Độ Mai có ra thầy trưởng Sài Gòn đúng không ạ? À, mẹ, đây tôi kể cho công mẹ cái lịch đặt vé của bên Nimo họ đặt nhá. 6 giờ sáng bay. Có nghĩa là 4 giờ là bắt đầu phải vác giái ra sân bay rồi. Bay đến đấy thì phải cỡ 8 giờ. 8 giờ thì tôi không biết được là người ta đã cho check-in khách sạn chưa. Tại vì bình thường khách sạn là phải 12 giờ người ta mới cho check-in. Thì đéo biết lêu hêu làm cái đéo gì. Thì tất nhiên là bây giờ mà tôi ngồi làm đến tầm 4 giờ sáng là tôi sẽ đéo ngủ. Tất cả anh em của tôi đều đéo ngủ, phải không? Bọn tôi thức là thức chung với nhau. Thì ngủ may ra là lên trên máy bay ngủ đến đâu đấy khoảng hơn tiếng. Mò đến Sài Gòn một cái lêu ha lêu hêu chắc là cũng phải tìm chỗ ngủ. Ngủ đâu đấy được khoảng 3-4 tiếng. Thì cũng phải dậy ăn trưa. Ăn trưa xong cái theo lịch là 3 giờ chiều là xe đón được khách sạn. Để đi ra White Plate Phạm Văn Đồng. Ừ, mò ra đấy xong rồi bắt đầu ngồi Nimo Gala hình như là dự kiến đâu đến 9-10 giờ tối. Sau đấy là có quả after party, có nghĩa là đi ăn liên hoan. Sau khi mà đi ăn liên hoan xong là bắt đầu về khách sạn. Đấy, lịch nó như thế. Thì đây, tôi đang chưa biết được là thời gian để đi sang bên thị trưởng Sài Gòn nó như thế nào. Đấy là câu chuyện của ngày mai. Còn ngày kia là bắt đầu theo lịch là 9 giờ sáng tôi tập trung để đi quay quảng cáo. Thì tức là tôi phải dậy từ đâu đấy khoảng 7 rưỡi sáng, ăn sáng. Sau đấy là tắm rửa sạch sẽ, nằm khô ráo nước, xịt nước hoa thơm phức, chải chuốt đầu tóc. Ừ, sau đấy là mò đi. Uầy, mẹ hai ngày thiếu ngủ à, vãi cả cứt thật. Nghe cái là đã thấy nó bị choáng mẹ luôn rồi. Ô, ngày xưa hồi còn trẻ nhá, đéo bao giờ có cái chuyện gọi là sợ thiếu ngủ cả. Khỏe vãi cứt công ạ. Mẹ, hai ngày đéo ngủ có khi còn chịu được. Qua đột quỵ lúc nào thì đéo biết thôi. Cảm ơn Nam nhá, bây giờ kiểu chỉ cần một ngày thiếu ngủ thôi là người kiểu đầu óc nó bị mụ mị vãi cứt rồi. Đi mua ngày mai có mono á. Ui, tôi có biết đéo gì đâu. Lúc ấy đi đá bóng xong rồi mới đi ăn ốc với cả mấy anh em trong team đang ngồi khều hốc của chúng nó bảo là anh ngày mai Nimo Gala là có Trúc Nhân này, có Mono này với cả có Oren ấy. Uầy, mẹ đỉnh cao vãi cứt, đỉnh ok la đấy.
Ừ, cảm ơn bạn 1.6 nhé. À 1.96 nhé, cảm ơn bạn nhiều. Đây để tí nữa tôi đi kiếm xem. Mai các bạn nhớ đón xem ở trên Nimo, hình như là bắt đầu từ 5 giờ chiều hay sao, tôi cũng không rõ lắm. Còn tôi nghĩ là cái format chương trình thì nó sẽ giống như năm trước. Ừ, kiểu như là đầu tiên là sẽ có đi thảm đỏ này. Mẹ nghe kiểu sang chảnh vãi cứt nhỉ. Ừ, đi thảm đỏ. Xong rồi tại năm nay không có rehearsal, năm nay bọn tôi không đi, không có cái gọi là đi tổng duyệt. Ừ, đi phát là mẹ vào luôn. Thấy bảo là có đi thảm đỏ này, sau đấy là chắc là cũng vào trao giải, xong rồi giữa các tiết mục trao giải là có ca sĩ lên hát, chắc là như thế. Đầu buổi Nimo Gala thì chắc là sẽ có bên này bên kia lên phát biểu, kiểu kiểu như thế. Có vlog không ạ? À? Trả lời các bạn luôn là không nhá các bạn. Tại vì quay thì đéo là được các bạn. Nếu như quay thì chỉ quay được mỗi quá trình đi ra ngoài sân bay ăn phở, sau rồi quay xem thằng nào giả tiền, sau đấy là đến Sài Gòn vào khách sạn ngủ một tí, trang điểm xong rồi vứt hết máy ở nhà chứ làm sao cầm máy được. Mai tôi không đeo túi sách theo, mai đóng bộ xui vào, xong rồi mẹ em đeo thêm cái túi nữa thì trông nó có phải phá đồ lắm không. Cầm đúng một cái điện thoại thôi, đéo có một cái gì khác hết, quay đéo là được. Chẳng nhẽ mẹ mặc bộ vest trông bảnh trẻ thế, xong rồi tay lại cầm theo một quả GoPro trông có dở hơi không? À, còn cái lịch, có bạn hỏi chung kết My Rap đúng không? À, tôi đang dự kiến là tuần sau đấy, nhưng mà để tôi tính xem là hôm nào thì nó hợp lý các bạn nhé. Cỡ đâu đấy khoảng, chắc khoảng 15-16, để tuần sau đi, tôi xét lại lịch xong rồi có gì tôi báo các bạn sau. Cảm ơn Lực nha các bạn nhiều. Vợ con đi cùng không? Một mình tôi đi thôi các bạn. Chuyến này họ tổ chức cũng kiểu hơi gấp ấy, nên là anh em tất cả để chị em ở nhà hết. Anh em đi nhận phát xong rồi về cho nó nhanh. Hôm nay là tôi định là đá bóng xong về nhà tắm, xong rồi qua bên văn phòng để đánh bia chứ, tại vì lâu lắm không đánh bia. Với cả hôm nay thì kiểu đéo gì cũng phải nghỉ sớm để sắp xếp đồ các thứ đúng không? Thì thôi, hợp lý nhất là anh em ra khều mới ván bia xong rồi về là ổn rồi. Mẹ về lười quá. À, ngày hôm nay chưa gặp thằng Nhu Nhi với cả thằng Tùng Sói, thế là thôi lại về tắm xong chơi chúng nó một tí cho nó vui. Cảm ơn Đạt Lê nhá. Anh Khôi không làm Nimo nữa. Ừ, Khôi nó nghỉ một thời gian xong rồi nó làm bên YouTube bạn. Lỡ quay trúng xe Vespa thì sao? À đấy, tôi lại thấy thông tin là hình như là mọi người đi tham gia vào cái Nimo Gala còn có cơ hội trúng cả cái xe máy. Mẹ nghe đỉnh vậy đấy. Các bạn không muốn một nhá. Nếu như tôi trúng bất cứ một cái phần quà gì của Nimo Gala nhá, tôi hứa với cả các bạn là tôi sẽ cầm về giveaway cho các bạn luôn. Kể cả tôi trúng cả cái xe máy Vespa, tôi sẽ dắt nó lên tầng 2. Tôi sẽ để nó ở ngay chỗ này. Các bạn hiểu không? Hello xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi giveaway xe máy các bạn ạ. Ui nghe kiểu hoành tráng với cả đấy. Hứa với cả các bạn luôn. Cảm ơn Hải nhá. Tại vì bây giờ có thêm cái xe Vespa nữa thì tôi cũng đéo có chỗ để, tôi cũng đéo có nhu cầu đi. Nói thật với cả các bạn là như thế. Tôi cũng đéo có nhu cầu cho tặng một ai cả. Thế tốt nhất là tôi làm một cái giveaway cho các bạn. Kênh chat FA là hợp lý nhất. Coi như là các bạn đã ủng hộ tôi trên Nimo. Đấy là nếu như mà tôi trúng nhá các bạn nhá. Còn số tôi ấy, trong tất cả những cái chương trình bốc thăm ấy, xin thưa với cả các bạn là chắc chắn là đéo có mặt tôi rồi. Tôi đèn lắm các bạn ạ. Nhưng mà nếu như mà trúng thì tôi giveaway cho các bạn thật. Xe tôi bây giờ chỉ có đúng hai cái xe máy nhá. Một cái iBlade 8 quê hương thì tôi lấy ở trên Cao Bằng xuống các bạn. Nhớ không? Đấy, con đấy là con tôi đi hay đi thường xuyên nhất. Còn một cái xe nữa là xe MSX của vợ tôi, là từ cái hồi khi mà vợ chồng tôi mới lấy nhau, xong rồi góp tiền mua được cái xe máy đấy tặng vợ tôi. Mà đến bây giờ cái xe đấy đéo đi bao giờ thì cứ vứt ở đấy một đống bụi ạ. Trước tôi nói khéo vợ tôi là thôi, hay là cái xe này bây giờ bán đi cho ai, hay là kiểu như nào đi cho nó đỡ chật nhà, nhưng mà vợ tôi không đồng ý. Thế là bây giờ cái xe nó vẫn cứ để đấy bụi mù lên. Cảm ơn Kiên nhá. Rồi, lấy thêm cái Vespa nữa về cũng đéo giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà đây là câu chuyện mà tôi đang nói với cả các bạn đó nha. Biết đâu hôm đấy tôi trúng cái Vespa thật, trông cái Vespa nó lại đẹp quá, đi ra bốc biển lại được cái biển nó đỉnh cao quá, xịn xò khói bò quá, thì thôi lúc đấy tôi quay xe. Nó nói phét thế nhưng chúng tôi với giveaway cho các bạn thật. Cảm ơn Hiệu nha các bạn. Tôi đã làm một buổi giveaway xe trên live stream thật là bùng nổ. Đỉnh, hợp lý. Cảm ơn Quang nhé các bạn nhiều. Hay là để công bằng như thế này đi. Mỗi lần tham gia giveaway toàn mấy chục nghìn người cùng nhau tham gia, đúng không? Bây giờ chỉ có mỗi một cái xe
thì hay là hợp lý nhất là mình tháo cái xe này ra đâu đấy khoảng thành 20-30 phần, ông thì được cái lốp, ông thì được cái tay ga, ông được cái dây phanh, ông thì được cái động cơ, ông thì được cái lò xo. Ừ, hợp lý này, tất cả mọi người đều có quà. Đúng, chia nhỏ bộ phận ra chuẩn mẹ luôn rồi có đéo nữa. Thì đỡ phải cãi nhau. Mà ông đéo nó có đồ. Nghe nó hợp lý không? Ờ, đấy. Hay, ừ, phương án hợp lý này. Được, 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 ông thì được cái biển số, ông thì được cái yên, ông được cái cốp, ông được cái nắp bình xăng. Mẹ, đỉnh vãi đái nhá. Về con post lên Facebook cầm quả bánh xe Vespa to lên. Ui, mẹ mới vừa ăn giveaway của anh Độ được quả lốp xe Vespa. Hứa là mẹ em treo lên tường để suốt đời. Thế có phải đỉnh không? Bao nhiêu người được? Vui. Cảm ơn Lực nhá. Tìm anh mới là tìm Piu theo solo heo lét lốt. Dự kiến là tuần sau các bạn ơi, cuối tuần sau đi nhá, cuối tuần sau tính. Cảm ơn Tín nha các bạn nhiều. À tiện đây cái thì sắp tới tôi làm một cái link ở trên Discord cho tất cả anh em có nhu cầu gia nhập đội quân của bọn tôi để chống lại đội quân Piu Noi. Tôi cần tìm khoảng 40 hảo thủ cỡ đó. Toàn là những người biết chơi và những người thiện chiến. Sắp tới bọn tôi sẽ, để tôi bảo mấy đứa trên văn phòng ạ, làm cái form đăng ký đã các bạn nhé. Làm thật đéo đùa, tại vì tôi hứa với nó rồi các bạn. Hôm trước là nó gáy bẩn kinh lắm, cảm ơn xin nhá. Mặt anh với tay anh bị nhím hôn à? À không, đéo phải, anh đi đá bóng em ạ. Khổ quá. Mẹ cay thế nhở. Làm thế nào cho nó lặn xuống bây giờ nhở. Đá ma sói nhá, đá mặn nhiều. Tôi nghĩ là cái buổi bắn nhau đấy, tại vì cái game đấy tiết tấu nó đã nhanh và nó đã hơi khó nhìn rồi, cho nên là tôi nghĩ là cái buổi đấy bọn tôi bắn boba thì hợp lý nhất là tôi nên livestream ở bên YouTube để các bạn có thể tận hưởng được độ phân giải 2K, đúng không? Thì nó sẽ hợp lý hơn. Ô cảm ơn Dora nhá, em xin một slot được không anh? À ư thôi chết, bây giờ anh từ chối cũng khó này, em đã donate 1 triệu rồi mà bây giờ anh đồng ý thì tự nhiên là mấy ông kênh chat bảo là đấy, muốn gia nhập vào đội quân của anh Độ thì bây giờ phải donate 1 triệu như kiểu bạn Dora thì mới được. Thế có phải là chết anh không? Anh có thấy khó xử không? Thôi nhá, anh liếm 1 triệu này nhá. Rồi em thông cảm cho anh cả. Anh cảm ơn nhá. Anh xin. Cảm ơn Thắng nhá. Anh ơi em lớp 12, chưa đủ tuổi xem livestream em nhá. Mẹ 18 tuổi mới đủ lớp 12, hình như là mới có 17 tuổi thì phải. Cảm ơn em nhá. Thank you em. Ôi nói đùa thế chứ... cái form đăng ký nha, bọn tôi sẽ có họ tên đầy đủ nhá. Xong rồi sẽ có tên trong game nhá, để bọn tôi xem là mấy ông này là mấy ông có hay chơi ngày xưa và chơi với bọn tôi không nhá. Xong rồi kinh nghiệm chiến trường như thế nào nhá. Xong một số câu hỏi về game nhá, xem có trả lời được hay không nhá. Đấy, kiểu như thế, bọn tôi sẽ tuyển quân một cách nghiêm túc. Và bọn tôi có luôn cả vị trí các thứ ở đấy, bọn tôi sắp xếp luôn. Đúng khoảng 40 người thôi. Và bọn tôi sẽ tập luyện với nhau thường xuyên. Sắp tới có trận đánh thật là bùng nổ các bạn. Hợp lý không? Hợp lý nhá. Thế là để ngày mai, mai là thứ mấy nhỉ? Mai thứ 7 à? Rồi mai tôi nhắn cho mấy đứa trên văn phòng nó làm link để tuyển tuyển quân đấy nha các bạn nhé. Mad producer lại mở hòm anh Độ ơi, tao làm đéo còn tiền mà mở hòm mày. Cảm ơn Dora nhá. Nhưng mà ước mơ từ bé lớn lên được bùng nổ cùng anh. Đấy, mày có làm anh khó xử không? Bây giờ nhá, anh bảo mày donate lại cho anh một phát đúng 8.000 thôi. Mày bảo anh ơi, cho em vào quân anh được không? Thế xong anh đồng ý luôn. Thì ngày mai chúng nó đỡ cắt clip, mấy thằng anti nó cắt vào nó bảo là đấy, mẹ phải liếm được khoảng 1 triệu cơ thì mới cho vào, thế đéo được. Cảm ơn Đạt nhá, cảm ơn Quang nhá, các bạn nhiều. Mẹ đau tay thế nhở, thề. Cầm chuột còn đéo cầm được thì chơi bời cái đéo gì. Cú vậy đấy. Không có game thì ứng tuyển được không ạ? Ông bị dở hơi à? Người ta mẹ em tuyển người vào để đi bắn theo chứ ông đéo có game, ông tuyển vào thì ông làm đéo gì. Cảm ơn Khoa nhá. Anh nghĩ anh nên off stream nốt thứ hai. Không, anh nhớ nghề lắm, không được. Tính nha, mùng 1 tôi nghỉ nhá. Mùng 2 tôi nghỉ nhá. Là tôi nghỉ 2 ngày rồi đúng không? Không, tính ra là tôi nghỉ 3 ngày mẹ rồi đấy. Tại vì 31 trôi lịch là nó đã thành mùng 1 rồi. Là tôi nghỉ tháng này tôi nghỉ 3 ngày rồi. Cuối tuần này tôi nghỉ thêm 2 ngày nữa là thứ 7 và chủ nhật nữa là 5 ngày. Tháng này có 31 ngày. Ôi, tháng này có 30 ngày á? Tháng này có 30 ngày là tôi chỉ còn lại 5 ngày nghỉ. 5 ngày nghỉ đấy thì nếu như mà tôi tính không nhầm ấy thì nửa cuối của tháng 4
là rơi vào ngày mùng 3 tháng 3 là Tết Thanh Minh. Từ khi tôi bắt đầu làm cái nghề này từ năm 2016 hay 2017 tôi không nhớ lắm. Hình như là từ năm 2017 là tôi bắt đầu không về quê Thanh Minh nữa. Là đâu đấy khoảng 5-6 năm tôi không về quê rồi. Năm vừa rồi tôi vừa mới ủng hộ đại gia đình bên tôi để xây lại mộ miết các thứ cho các cụ. Thì năm nay tôi nghĩ là hợp lý nhất tôi nên về. Nên là đâu đấy cỡ khoảng, hình như tôi nhớ không nhầm thì nó rơi vào đâu đấy khoảng ngày 18, 19 hay là 20 gì đó. Tôi sẽ phải về Cao Bằng khoảng 3 hôm, 3 hay 4 hôm gì đó. Thì tôi hết mẹ ngày nghỉ rồi. Chưa kể cuối tháng này tôi lại còn có lịch. Đợt vừa rồi năm vừa rồi tôi đi về Cao Bằng làm từ thiện. Các bạn nhớ mấy cái vlog làm thiện nguyện cuối năm không? Thì có một điểm ở Bảo Lạc Cao Bằng. Thì tôi có qua đấy, tôi gặp một ông anh. Ông anh đang làm cơ quan nhà nước ở trong đấy. Thì ông anh đấy lại tự nhiên gặp xong nói chuyện thì mới biết là ông anh đấy là gần nhà ngoại tôi ngày xưa ở trên Cao Bằng. Bè quen biết luôn cả mẹ tôi. Ừ, hôm Tết vừa mới gặp nhau xong, cả mẹ tôi xong. Thì ông anh đấy có rủ tôi là ở Cao Bằng đang muốn khảo sát một cái địa điểm là đi trekking ở trên núi Uẩy. Các bạn có nhớ là đợt xem ảnh ở trên Cao Bằng có một cái núi đá cao vãi cực cứt không? Ừ, kiểu như thế, sẽ đi trekking lên trên cái đỉnh núi đấy. Đi khảo sát trước, xong sau này sẽ mở tour du lịch để cho mọi người có thể đi leo núi khám phá. Và cái đường đi nó rất là ổn và đi qua mấy cái khu rừng nguyên sinh kiểu thế đấy. Kiểu vẽ thế. Ui, nghe kiểu hào hứng vãi đái. Là tôi sẽ đi cùng anh ấy để đi khảo sát, xong tôi sẽ quay vlog luôn các bạn ạ. Ừ, làm cái vlog đi một phát từ dưới chân núi đi lên trên đỉnh núi, nghỉ ở trên đấy một hôm, sau đấy là về. Nếu như mà may mắn thì còn ngắm được cả mây nữa. Đỉnh vãi cả đái. Nên là tôi sẽ dành ra đâu đấy khoảng đi 2 ngày ở đấy, thì một ngày đi một ngày về. Tôi sẽ nghỉ đâu đấy khoảng 4 ngày của đầu tháng 5 nữa. 4 ngày của đầu tháng 5 để tôi đi nốt cái đấy nữa. Ui, đỉnh vãi đái thế. Tôi đang định rủ cả bạn tôi đi cùng nữa, nhưng mà không biết bạn tôi có đi được hay không. Vì bạn tôi trông có vẻ là khá là thích kiểu núi rừng các thứ. Ba củ ở đây, đợi tôi tí. Cảm ơn Hau nhá. Ủa, mày người đâu vậy Hau? Năm nay nhuận 2 tháng 2. Là bây giờ vẫn đang là tháng 2 âm này cụ ơi. Hôm trước tôi vừa thắp hương rằm xong, cách đây đâu đấy khoảng 2 hôm hay 3 hôm ấy nhỉ, 2 hôm. Thì hôm nay rơi vào đâu đấy khoảng 16-17. Hôm nay khoảng 17 tháng 2 âm. Cỡ đó. Thì có nghĩa là đâu đấy khoảng 15 ngày nữa là đến ngày mùng 3 tháng 3. 15 ngày nữa, 10 ngày nữa là ngày 17. Khoảng 5 ngày nữa rơi khoảng 21-22. Ừ, cỡ đó. Cỡ đó thì tôi sẽ về Cao Bằng mấy hôm các bạn nha. Tôi xin phép các bạn trước. Không phải đến lúc ấy off các bạn lại mắng nhiếc tôi. Bàn phím em bị hỏng không gửi được 8.000 anh ạ. Thôi nhá, câu chuyện này dừng ở đây nhá Dora nhá. Cảm ơn em nhá. Ok nhá. Anh nốt lại này. Cho em vào đầu danh sách luôn này. Nhập ngũ. Cảm ơn em nhiều. Ô kìa, sao lại thanh minh rồi? Tôi đéo hiểu tại sao các ông lại thanh minh rồi là như nào nhỉ? Ở quê tôi là đúng ngày mùng 3 tháng 3 mới đi đấy. Tức là nếu như mà có nhuận ý, thì kiểu gì cũng phải đợi đến đúng ngày mùng 3 tháng 3 thì mới đi. À, thế chắc là từng miền khác nhau các bạn ạ. Mùng 5 tháng 4 là các bạn đã thanh minh rồi à? Ở quê tôi là phải đúng mùng 3 tháng 3 ấy, các bạn. Cảm ơn Minh Hiếu nha, cảm ơn đập trứng cút nha. Không nói ra là các bạn lại bảo là tôi lươn để tôi sủi về quê, đéo phải như thế. Thật, thực sự nó là như thế. Chắc là quê các bạn xong rồi đấy. Ừ, chúng ta không cãi nhau về vấn đề này nữa các bạn nhé. Thôi, ồ rồi, ok rồi, cảm ơn em nhá. Ừ, cảm ơn Dora, cảm ơn em nhiều. Thank you em. Mẹ, còn có lịch thanh minh nhỉ? 3 tháng 3 dương nữa cả. Cái này mới vậy đái nhá. Ừ, cái này mới vậy cứt này. Ừ, ok, cảm ơn Hau nhá, cảm ơn Rêu nhá. Tay anh hôm nay đéo hiểu đá, lúc đéo là anh bị chật khớp em ạ. Thì anh tìm được cái hộp salon pad, nó bảo là dán vào thì nó sẽ đỡ đau khớp, thì anh dán vào thử. Đau vãi đái. Ui, ngày mai tôi mặc quả bộ vest màu đen này, tôi có nên kiểu lấy cái băng tay về tôi băng vào trông giống Benzema không nhỉ? Ừ, trông nó đẹp dai không nhỉ? Ha, làm màu tí. Cảm ơn Trang nha.
anh ơi, anh em mình làm kèo solo hero đi. Em là con gái à? Em là con gái đúng không? Em nhảy vào Discord đi, anh với em solo với nhau luôn. Năm lốp bồ ba, chơi với em luôn. Gì chứ anh sợ mấy ông FA đấy, chứ còn mấy bà FA thì anh không sợ nhá. Nhưng mà anh em xanh chín nhá, đã chơi solo với nhau là solo nhá. Anh em không quan tâm là nam nữ như nào nhá. Không thì tự nhiên là anh thắng em, tự nhiên là anh thắng con gái. Anh thua em thì anh nhục gấp đôi. Ok nhá. Bô ba năm lốp và chơi luôn này. Ôi giời, nó phải có tí kèo với các bạn. Đùa. Ok. Này, tính ra đúng ra ngày mai là cuối tuần đấy. Và hôm nay tôi sẽ nghỉ sớm ở bên YouTube một tí. Lâu lắm rồi không làm tí ao làm PUBG nhỉ. Làm báo làm PUBG xong anh em sủi không nhỉ. Sủi phát sang bên demo xong rồi nghỉ sớm rồi sắp xếp đồ đạc. Tôi chưa xếp đồ một tí nào cả. Cảm ơn Hi nhá, cảm ơn Thanh Xuân nhá, cảm ơn các bạn nhiều. Nhỉ. Nhỉ. Ok nhá. Ok. Thế đi. Hello nhỉ. Uầy, Hiếu lợn, fuck. Hello. Wow, mẹ giọng Hiếu trông kiểu như kiểu bị nhét cu vào mồm ấy, chầm chầm. Lực lực lực, mẹ ốm lắm mà bạn ơi. Ủa, sao lại ốm Hiếu? Đi mẹ đi, ốm luôn rồi. Fuck gì à, kinh khủng vậy. Nhưng mà bạn vô ngày mai thì sao có thời gian mà ốm. Fuck, mẹ, bạn bận quá Hiếu ạ. Bạn đang không biết được là bạn sẽ đi chơi vào lúc nào này. Đồ ấy, chứ mai cứ làm xong việc đi. Không có rồi thôi, bận quá rồi thôi gì đâu. Có tối ngày kia là tối chủ nhật ấy, nhưng mà tầm 10 giờ Hiếu đã đi ngủ chưa? Hiếu ngủ 10 giờ sáng có được không? Fuck gì à? Hợp lý này. 10 giờ Hiếu với bạn đi ra ngoài đường làm cốc bia đi. Lâu lắm okay. Không uống bia ngoài Sài Gòn rồi. Ok ok. Ok hợp lý nhá. Bia bơ bán bò. Bơ bán bò có bia không? Có. Có ạ. Nhưng mà bơ bán bò đéo phải quán nhậu. Bơm bò để hôm khác rảnh như cả đội anh em vào ăn đi. Anh em ra ngoài bờ đường uống bia cho nó có không khí Sài Gòn một tí. Thích thì đúng được, thoải mái mà. Danh mới mở cái chỗ mới, mày nhớ có không? Ờ, có. Ờ, Danh mới, nó mới mở lại, Danh cũng cổ đông á. À, ok này. Hợp đấy. Ủa, trước có game đấm nhau đéo gì mà Hiếu bảo mình đau nhờ Street Fighter 5 mà. Ui trời đó, Soul Calibur. 45 đó, không, không. Gì không nghỉ mẹ đi Hiếu ơi. Ừ. Uầy, Hiếu chơi cờ tỷ phú không Hiếu? Được, được, được. Ui, hợp lý, hợp lý, hợp lý, hợp lý, hợp lý này. Kiếm người chơi cờ tỷ phú ơi. Ôi ơi. Em đây. Làm gì ấy? Làm tí em ơi. Vô anh. Kèo không cạo dâu. À, có kèo mới vui nè. Em nó mới cuốn được. Ừ. Ok, nhưng mà đang định làm ao làng PUBG ạ. À. Thôi chơi cờ tỷ phú đi, cờ tỷ phú vui đấy. Tí qua Nemo ao làng đi. Tí qua Nemo làm ao làng hợp lý này. Làm combo cho các bạn đi ngủ luôn. Kèo để gâu lên độ. Để anh tháng rồi mà anh nhanh. Mày bị điên à? Ngày xưa làm cái trò bắn CSGO để dâu có thằng nào để đéo đâu. Tao vẫn còn bộ ảnh tao đi chơi Quy Nhơn với cả hội bạn tao. Dâu tao mọc trông như thằng điên ấy. Đến nỗi hồi đấy chưa người yêu của bạn tao chưa cưới, hồi đấy chưa là vợ chồng. Mẹ người yêu của bạn ta còn hỏi bạn tao là anh ơi tại sao anh Độ không cạo râu đi, trông anh Độ cứ bẩn bẩn thế nào ý. Xong bạn tao còn phải nhắn tin cho tao bảo người yêu tao hỏi tại sao mày không cạo râu. Thế anh bọn em legit. Legit đéo ơi. Chơi đéo xanh chín gì cả. Thành lắm, bọn em xanh lắm đó chứ. Không tin được. Bọn em còn trẻ uy tín lắm anh ơi. Nhưng chẳng lẽ chơi suông à? Mẹ chơi phải có kèo gì chứ đúng không? Đúng rồi nè, suông thì nó chơi đó. Thôi thì anh lớn nghĩ kèo đi, như nào anh thử em theo. Anh thử mặc áo của crop top giống nhiễm đi anh. Thôi. Mẹ em trông tao như thằng dở hơi thề. Chắc gì anh đó thua đâu rồi kìa. Không. Không được. Chết. Cạo lông nách à? Thôi ông bị dở hơi à? Mẹ đàn ông con trai, mẹ có chùm lông nách để trông cho nam tính thì cạo đi làm cái đéo gì.
nghĩ đã. Không có cái gì ai ngon. ALTF42. ALTF4. Ồ, có hả? Làm béo có phần 2. Có anh ơi. Có á? ALTF42 nó ra rồi. Ây da, đây rồi. Đâu? Đâu? Để em giữ hình ra. Tên nó là gì? ALTF42 anh. Đâu, có thấy đâu, có vừa sốt xong. Dạ chưa anh ui. Đây này. Cái gì game gì ấy? À, nó biết liền anh ơi. À, viết liền. Ôi, cái này đánh vẫn lên đấy. Ui, mẹ chẳng cái gọi phá đảo luôn nhở. Đó, cái này hơi hay ấy. Ừ. Nhìn bánh cố lắm. Hay với cái... 59.000. Em sợ tới Wanimo anh chưa phá đảo được ấy chứ. Lâu ấy. Không thấy đi Nemo Gala. Mà luôn đi anh ơi, luôn đi. Chưa thấy đi Nemo Gala đấy chứ nhở. Chơi luôn nhỉ. Anh Độ đến từ Cao Bằng. Không, để dành hôm khác cũng được. 59.000 mua luôn. Mẹ còn có 29.000 ạ. À. Anh trai nào đẹp trai cứu em cái. Đây em cứu chưa? Cứu bé. Anh Quang cứu đi anh Quang. Cứu em luôn nha. Cứu em luôn nha anh Khôi. Ok. Cứu bé cái. Ui, có bản demo được, em cứu anh em bản demo. Ôi, dính đấy. Dính đấy. Tuyệt vời anh Khôi ạ. Ôi anh em phải dính đấy. Trời, đúng là một người ăn tuyệt vời. À, quá tải rồi. Ô, chúng mày phá đảo phần 1 chưa? Em phá đảo rồi anh, 5 phút. Ô, hình như trong đây rồi. Không phá đảo thật đấy, hình như trong đây có mỗi anh với chip giả là phá đảo thôi sao đúng không? Em phá đảo rồi. Em phá đảo qua kênh Missy Gaming. Wow, đây rồi. Cái gì vậy? Kiến hạc nhá. Xin nhá. Em chơi cay lắm. Đào thử nào. Ai nữa nào, ai cần cứu nào. Trong đồ họa có vẻ đỉnh cao này. Em mua rồi anh Khôi. Kiện à? Không bao giờ thiếu cả, nếu mà anh có lòng tốt. Ơi, chứ hát đích sở tim được nghĩa ấn này. Thật đúng đó. Bông Min Got Talent. Thấy thật đấy. Ok à. Sao bấm install cái mẹ đơ cụ máy rồi. À đây rồi. Yeah, thật tuyệt. Đổi tên là Cát Tường Văn Ngọc ạ. Hiếu ơi. À ừ nhỉ. Ô, thì phải thằng Hiếu đi đâu mẹ rồi. Hiếu dỗi anh rồi, dù chưa cực tỷ phú không chơi rồi. Không, nó chạy đi đâu rồi. Ui, game béo ơi, 17GB liền, fuck. Anh mà anh. Holy moly. Quá 5 phút. Tao tầm ấy đâu anh, nhanh á. Cứ vậy, 59.000 17GB. Ừ, tại sao 17GB nhỉ? Game này nhẹ lắm mà. Ui, thế chứng tỏ là phá đảo trọng mất đáng này chắc cũng phải cơ biểu đấy. Phải cất nhỉ. Thôi, game này để muộn chơi được. Ui, chơi phát muộn cả máy bay luôn thì thôi. Sẽ có một ngày nào đấy vào chủ nhật tôi sẽ ngồi chơi game này lúc phá đảo thì thôi. Hứa cả các bạn. Úi da. Mẹ trông nghiện thế nhở. Ui trông muốn vào chơi vãi. Thề. Thử đi anh. Test thử bán. Ai gì dính nữa. Dính ngày nào nữa. Nhưng mà đau lâu lắm em ạ. Đâu anh bấm đau chưa. Ui, ngồi nói 2-3 câu chuyện là đau xong. Thôi để ông khác chơi. Mẹ vào chơi game này. Game này chơi phải chơi một mạch cơ mày hay. Cái game này mà để phát sinh đến buổi thứ hai là bắt đầu chán thật đấy. Lười vào chơi. Đấy, còn Sifu còn chưa chơi này. Ô, đéo có thằng Hiếu đi chơi cờ tỷ phú cứ đéo gì nữa nhở. Hiếu đi dạ. Ừ, Hiếu đi đâu mẹ rồi. Nhanh vậy. Như một cơn gió. Như một cơn gió. Ờ. Chắc đi đâu á, lấy nước cái gì ngồi trong đây. Thế chứng tỏ tốc độ lấy nước của thằng này là chậm đúng không? Đúng. Ừ, lấy nãy giờ chưa thấy đâu. À đây này, vừa nói xong.
Sao? À không, tưởng Hiếu độn thổ. Độn thổ sao? Mà... Mà chơi cờ tỷ phú không này? Được, tao vô rồi, tao đợi mày. Từ từ mẹ thiếu một người, ai chơi nhỉ? Mẹ bố chơi không? Chơi anh. Đấy. Dấu. Dấu. Mà kèo gì anh nhờ? Địp mẹ thua sủa gâu gâu. Ôi, bình thường quá, anh không cần nghe cũng sủa được. Cái gì? Không cạo râu một tháng anh ạ. Đéo thích kèo cạo râu tại vì mẹ đéo mọc được râu. Anh hết được rồi, anh có còn anh còn đi đâu nữa đâu. Còn chứ, mày bị điên à. Ủa anh đồ mà để râu dài chắc trông dâm lắm nhỉ. Vấn đề là tao không vấn đề là tao đéo có râu. Thế bình thường anh cạo râu mấy lần ạ? À, ý là bao lâu phải cạo một lần ạ? Tao chỉ có một tí ria mép nó lưa thưa thôi. Ủa nghĩa là không phải cạo râu luôn ạ? Ừ. Sao không có gâu rồi? Thế chơi kiểu đấy thì mẹ chúng mình thích chơi thì chơi, tao được lợi chứ cái đéo gì đâu. Thế chơi luôn. Chơi luôn anh. Thôi cái vấn đề là nếu như mà có râu ấy, thì mọc ra thì đéo sao, nhưng mà nó có ria mép nó mọc ra trông buồn cười lắm. Thế mày xem cái ảnh tao để ria mép không? Chứ có cái ảnh đó rồi đấy. Đây nhá mẹ, mày tao tìm cho nhá. Cười vậy. Trông buồn cười vậy đấy. Quy Nhơn. Quy Nhơn Refund Gaming đéo phải. Quy Nhơn khác, Quy Nhơn 2019. Đi đọc Quy Nhơn 2. Đúng mẹ rồi. Tí, tao tìm thêm cái ảnh nào có mặt tao đã. Hồi này là hồi tao là mẹ mày thua kèo CSGO xong tao để dâu này. À để ria này. Để ông đi lấy đồ ăn thôi. Ủa sao đéo mẹ mình, máy của mình hình như là mình đéo có ảnh nào có mặt mình hay sao nhỉ? Không chơi kèo cọ râu được, thằng bố bị thua để râu rồi, bây giờ ông có thua thế nữa ông vẫn để mà. Mẹ mà sao nó rủ tao nhiệt tình thế? Nó định rủ anh để chơi chung với nó đấy. Thế bây giờ nó để chưa? Hình như là sau Nibugala kìa. Quẩy thế thì xong bô thắng, xong anh độ thua. Anh Khôi cũng thua luôn, thế là cả team để dâu luôn. Đây này. Mày thấy không? Trông cú vào đây, từ từ tao xem có cái ảnh là chụp gần hơn đâu đã. Trông bực đéo chịu được. Đây là mẹ trông buồn cười đấy chứ được. Đấy mày nhìn đấy, trông có bẩn không? Nó kiểu nó đéo thành râu mà nó cứ lún phú từng 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 cọng một ấy. Trông anh rất kiểu rất giống một mưu sĩ như thế. Trông ai đéo chịu được. Đấy, người yêu bạn tao còn hỏi là tại sao anh đổi đéo cạo râu đi mà trông bẩn đéo chịu được. Bực đéo chịu được. Mày có bị kiểu như là mà nó mọc da đến một cái tâm nào đó nó không mọc được nữa được không? Đẹp không, lâu có đường nào dễ đi. Nó dài lắm Hiếu ạ, cái đợt đấy về sau tao nhìn đéo chịu được nữa, tao phải cạo đi mà. Cái của tao là chỉ mọc da đến một cái tâm không mọc nữa, chỉ đến một được một khúc thôi. Đây. Mồm khác đéo con nhím không? Ai đéo chịu được. Đéo muốn về nữa. Ui, đợt này đi Quy Nhơn biển đẹp thật. Mẹ, thích vãi đái như thế. Trông có biển này. Phê không? Xanh lét. Ừ, xanh lét mẹ luôn ấy. À, có kèo gì khác thì anh em đi đi. Cái nhỏ kéo sát cái áo vào cho nó nổi cho đỡ. Dịt con mẹ trông kìa. Có nào? Có con kéo.
Chúng đéo chấp nhận được luôn đấy tề. Mồi mọi còn bị vêu vêu nữa chứ. Ôi. 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 Ông anh nhà tao ngày xưa đi xăm này. Mẹ xăm rồng Nam Ích thì đéo xăm, ông đi xăm mẹ con rồng trái đất. Trông tèo đéo chịu được. Chỉ được một điều ước thôi đúng không? Ừ. Buồn cười vậy, xăm con rồng xong ốm mất một tháng á, đau quá. Ai đéo chịu được. Thế là chưa xăm xong chứ, đéo dám đi sửa nữa, sợ ốm tiếp. Bãi đẹp thế mà toàn rác là rác. Ui. Toàn dâu. Toàn dâu bực nếu chịu được. Lúc này anh chơi kèo gì á? Kèo xét go. Bắn với cả hội thằng Tích, thằng Ốc, thằng Bảy đấy. Xong rồi cả team à. Thua, xong cả team thì mẹ đéo thằng nào để cả. Mỗi mình tao chơi xanh chín tao để. À, đúng, đúng, đúng em nhớ. Vách là cứt thật. Mẹ đúng kiểu bị lừa. Ê, vào cờ tỷ phú đây, hiểu không? Vào đây. Cái gì nhỉ? Bu Zinitu à? Bu Zinitu. Lên cam đấy, chỉnh cam phát. Ok. Em chơi cờ tỷ phú rồi, chưa thắng một lần nào sao? Toàn thua. Ok à? Kẹo cạo lông mày chơi cháy vậy? Sao lông mày nó có mọc lại đéo đâu mà cạo nhỉ? Có này, mà hơi lâu rồi nè. Thằng Nhím ngày xưa nó chém lông mày nó biết nó mọc lại không nhỉ? Mọc lại nhỉ? Lâu lắm. Có mọc lại mày? Chào anh. Mình chém anh không nhanh lắm. Mày gửi tao cái ảnh tao xóa lông mày đi cho mày xem, trông mày đéo có lông mày xem mày có giống con người không? Bây giờ chơi không? Đéo. Ôi. Mày có cho bạn đâu. Hơi lâu đấy anh ạ. Phải thắng đấy. Chảy thế. Mình chém một miếng thôi, đừng có cạo nữa. Chém một nửa. Tao chém thòng chắc về, mẹ Lý bảo mẹ rất thất vọng về con. Anh Cam hiểu không? Chờ tí lâu lắm chưa bật cam lên rồi, tao phải chỉnh lại cái. Ôi, ai có biết mới tạo được phòng anh ạ. Lên đâu? Khắc đồ chọc quá. Cái gì? Đồ đinh đã là căng lắm rồi. Cắt 2 phân thì được. Lên cam khôi. 3 phân. Đây kìa, đang bật cái máy. Ôi, thằng nào tạo được phòng ở đây? Em không tạo được anh ạ. Để em mua. Thế để Hiếu vào thứ ba nhá. Ok. Ôi, vào trước nhá. Hay nhất lắm anh Khôi ơi. Ones. Em tạo được phòng rồi này. Cót anh Khôi. Đây, cô đây. Đây rồi. Ôi à, bộ vào thứ hai nhá. Đẹp quá. Em vào. Anh Hiếu vào, anh Hiếu ơi. Đây, thằng Hiếu. Ở xin ngầu phát. À, Messi được à, Messi được à. À, Ankara Messi. Ankara Messi. Up friend. Ok. Đây rồi. Hiếu qua kem. Có Hiếu vào thứ hai à? Vô vào thứ ba. Tao vô thứ ba được.
Từ nếu mà em cho vợ em vào là thứ hai cái. Ok. Ui, không phải chơi kèo mẹ, hợp lý nhất là chơi kèo để tóc dài hợp lý đấy. Điểm nó đi cắt tóc. Để tóc. Ôi, không được cái này. Con nhuộm tóc đi. Không nhuộm tóc thì bình thường vậy đấy, mẹ để tóc dài cơ, trông mới bẩn. Hay nuôi hai mái. Đỏ. Như màu vàng hợp lý. Màu đỏ chẳng hạn. Không, lần trước nó chơi nhuộm tóc nó bị cấy hết mẹ tóc luôn, mẹ hói luôn. Ok, hiểu chưa vào à? Đâu, bô tắm mấy áo cho bô vô mà. Em vô. Vào rồi. Vào đi, hiểu vào đi. Rồi, anh độ vào đi. Vô đi. Tắt với cái nâu gắt ghét đúng không? Đúng rồi. Ok lại. Vô lại, xong chưa? Let's go. Vô. Kèo gì vậy? Ô thế kèo gì? Kèo phải có kèo chứ anh. Ừ. Kèo à? Có gì tăng tăng không ta? Cái gì mà kia? Anh Calamity. Mày có tiếc lông lách không rồi? Không, động lông lách có chứ lắm. Mình chơi nhộm lông lách đi nè. Mày điên à? Mày đi ra hàng mày bảo anh ấy tẩy cái lông lách cái mẹ. Cả hàng nhìn mày như thằng biến thái luôn tê. Đâu. Phong bắt 12 đứa xin mà. Nhộm lông lách đi, chơi nè. Nhuộm lông nách á? Mày có lông nách không? Đấy, em thằng Khôi đấy. Có lông nách không? Tao có khoảng 10 sợi à. Em biết lắm à. Dạ, thằng Khôi có lông nách đéo đâu. Trời ơi. Nhưng mà anh chơi đây em thấy anh áo ba lỗ mà hợp ấy. Không, thực ra là nếu như mà cứ ngồi nói chuyện mà đéo xòe nách lên thì đéo ai nhìn thấy. Cái này bình thường. Nhưng mà tao để ý mày stream mày hay xòe nách lên lắm. Mày hay để hai tay lên đầu xong rồi rửa lắm. Ui. Có kèo gì nữa không ta? Kèo không dùng thuốc lá điện tử. Ok, em có nghiện đéo. Mày đâu, có nghiện đéo đâu mẹ. Thì em đổi cho một người khác vào. Vẫn đúng không? Đấy. Cầu này đúng tốt rồi. Tốt cho sức khỏe này. Được không này. Dùng thuốc lá đâu, điện tử một tuần. Tao lại một tuần. Một tháng. Một năm. Một chết mẹ. Chẳng khác gì kêu cai thuốc lá đâu. Uầy, đéo dùng một tháng thôi là cai thành công mẹ rồi còn đéo nữa. Ừ. Tao vào luôn rồi. Oh, đây ôi. Ok, warm up. Oh, Paris, New York à. Gần cuối này toang rồi. Sun hai bro. Rồi, it's my turn. 12. Đủ má. Ôi trời ơi. Đấy rồi. Ai đi theo em nữa là bị lỗi. It's my turn. Ok á. Đây này, Akalamese. Ok á, lỗi rồi. Lỗi rồi, game bị lỗi rồi. Không lỗi. Rematch. Rồi mát đi. Không lỗi. Ê, anh Hiếu đi vào là lỗi này. Đây, đi vào là lỗi á. Có gì đấy. Làm sao mà lỗi. Đi tù. Ơ kìa. Ủa mày chưa có. Đừng kêu như là trước đi một vòng không có thành phố nhá. Thế là cái vé này còn lâu nữa mới gặp đấy. Đúng. Hợp lý. Ơ kìa. Mẹ cú thế nhở. Số 8 rồi. Akalamese. Bẹt lên. Số 7 à. Đi xa nào. Bật đèn lên cái. Bẹt lên. Đi bán. Xa. Ừ. Vào luôn kìa. Bị lặng đi. À lốp. Ơ chết mẹ. World Championship à. Đây. Em mua cho mà chết. Dubai. Đi biển. Đây rồi, không sao, đầu tư biển, 4 biển một lúc thắng luôn. Đấy rồi. Đèn mãi cũng phải đỏ chứ. New up. 7. Ấm. Số 7 thì mới lầm tiền được. 7 lô 2 à. New York man. Nghỉ game sớm. Trời ơi. Nghỉ game sớm thật thôi. Không chơi được nữa thôi anh yêu ơi. Này còn 608 chơi cái gì. Không có tiền mua Osaka luôn. Mua luôn. Nhà chó. Ừ. Cày thế nhở. Nào mỗi lần giấm một phát này. Bây giờ chúng ta đi một vòng. Nào là New York. Cút rồi. Số 7. Trước luôn.
Ui, tí chết. Phá nhà. Phá nhà. Phá nhà đi. Động thế là như thế nào giờ? Vẫn là em. Ừ. 80. Không mua. Đây rồi, hiệu New York. Ủa, là mua thôi cũng được. Em đỏ hết rồi. Uầy, vào được World Tour đi New York, New York đúng kiểu một vòng luôn, hợp lý nhờ. Đúng, 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 đúng. Má, đi thôi. Bây giờ phải động đất cái Paris. Ok á. Ngoài đấy. Ok á. Rồi, 1, 2, 3. Ô mẹ, nó mới mua nhà đóng thuế liền ạ. Nói vào tàu luôn này. Số 8. Tù là tù thế đéo đâu. Anh ra anh coi, không là hết đất anh coi ơi. Tao còn 3 lốp, tao ở trong này tiếp. Không ra. Ừ, trong này đi. Mẹ ra thôi. Thôi đi đúng một vòng một tattoo rồi ạ. Cút luôn rồi. Ừ. Vì cộng đồng, Mua làm gì? Mua đi, đúng rồi, hợp lý đấy. Hợp lý. Đi tù này. À lấy. Ôi đây rồi. Đỏ thế nhở. Mai vào Mỹ Lăng nhờ. Đầu tư. Ảo trời đấy. Tao làm sao được. Ô, London. Chọn người thắng hay sao ấy nè. 1, 2, 3, 4, 5. Béo, 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 Toàn nhà đẹp 7, thôi. 5, 8. 5, 8, 5, 8. Ok. Ok. Nó đã giàu rồi. 5, 8. Đây nè, World Championship Hiếu Nghiêm. Đổ 2 double à, bác tức thật. Hàng đổ hết đấy nhỉ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Được rồi. Ok. Được, cũng được. Wow. Đây. Nhưng mà tầm này chúng có ra động đất là nguy cơ sập nhà cao lắm này. Oh. Ok. Sọt đấy nhỉ. Đổ hết lắm luôn rồi đấy. Đổ thật đi. Được chưa? Hai biển à. Không mua. Mua phải mua anh yếu ơi. Mua tiền đâu phải 19.000 chưa đủ tiền mua bánh mì ốp la về đi ốc thôi. Đèn thích à. Anh đổ Monopoly rồi. Thật tuyệt. Nó cứ đập kích một phát thôi em ạ. Anh coi biết phá nhà ai đó anh coi. Yeah, cơ hội. Phá nhà. Động đất. Đi tù. Ô kìa. Chết đi, chết đi. Tặng thành phố à. Em cho em là khôi hợp lý nhất, là khôi nghèo nhất rồi. Ôi đúng, em nghèo thế này này, em lại còn dẫm tiếp này. À, anh em là đồng minh nhá. Kết nghĩa ra, Kết nghĩa vườn đào, nhá. Ok nhá, ok nhá. Đấy. Thì đã hợp lý đấy. Tokyo. Ừ. Tokyo thật. Tokyo. Hay quá, hay quá. Làm sao né Tokyo, né Osaka thôi. 400 là cái đéo. Bước đi, Hiếu hay lắm, Hiếu. Ủng lớn. Không, anh... không mua gì cả, tiền không có mua gì tấm nữa. Tấm lòng như một anh Thái Dương vậy. Bè xinh. Bây giờ đẹp nhất là nó bay thẳng vô Venice, xong rồi đi một mạch đến Dubai hay Sydney. Ồ, dẫm biển, hợp lý. Đổ nồi nữa kìa. Bây giờ đi tù là vừa rồi nè. Mà... Không lẽ đi thôi. Ôi trời, mày quá. Thôi nhẹ, Anh mới mở bãi biển đây à? Mới mở bãi biển đây luôn. Ừ, mua nhỉ? Mua chứ. Cái này mua chứ, Ủa nãy mua đi nữa là... Ồ, được, được, được. Nhanh hiếu, Ok, khách sạn luôn. Đóng đinh. Uầy, bây giờ mình xây khách sạn ở New York nên là đẹp này, là ấm này. Chết. Chết đi. Ôi ôi. Sao nó hề nữa nhỉ? Nó không đạt gì luôn, nó chưa làm bãi đi. Ừ. Bạc bạn, bạc bè. 0,5 là được. 6 lên. 6. 1, 2, 3. Ừ, thôi cũng được, Bỏ thế nhờ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ừ, cũng được. Ok, mà chưa ai đặt vô nhà mình luôn à. Ok. Hết tiền, Hết tiền, chưa ai đặt vô nhà mình luôn chứ, mới cay chứ. Rồi, chance 6. 6 vô cơ hội. Ok. Mày đỏ thế. Không có tiền rồi đấy. Mày tí nó phải bán nhà rồi đấy. Ôi thuế, ăn cất rồi. Nặng rồi, Uầy, 2 lốp rưỡi ạ. Tokyo. Không. Trời ơi. Cái là ra ngay, làm cái nhà đi. Sao? Hợp lý.
6 đâu. Sydney. Né hết à đời. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Đấy ơi. 5 thật. Bắt phải gắt. Ờ, đi máy bay hết là 100 hay 50 chả? 50 đây. 50. Mẹ a vẫn đủ tiền ạ. À ừ, hồ theo cạp. Ác nhỉ. Đừng vào hotel. Ui giời ơi. Đấy ơi, có tí vốn, có tí vốn. Bán Roman. Alo. Osaka em ơi, bán Osaka đi. Trời ơi, bán Roman làm gì Osaka kìa. Hai bán Roman luôn. Đất mắc mà giá trên nhà chó không được bao nhiêu. Nhưng mà số 3 ngọn 1 cây 2 ạ. Nhà đem được tặng mà. Ừ, cũng được. Osaka hả? Cũng được. Lộ rồi anh Huy ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8, 9 là đẹp. Uầy, anh Hiếu không up cái Sydney à? Không mà, bây giờ phải chiếm đất chứ. Cơ hội phải thả ra mới có cơ hội. 19 ngàn lại quay lại 19 ngàn thôi. Nào Tokyo. Đấy rồi. Bán mẹ mày nhà đi. Anh thấy không? Bán biển Hiếu ơi, bán biển. Bạn có một cái biển này Hiếu ạ. Bán cái Merly đi. Bán biển anh Hiếu ơi, Bán biển, bán Sydney. Đúng. Bán Vinit, bán Vinit anh Hiếu ơi. Rồi, hợp lý rồi. Vinit khách sạn, Vinit an toàn, cái Sydney mẹ xả thôi. Yeah. Tự tin sải bước, cô Tech City. Đầu đất. Ui giời ơi. Oh my god, man. Ôi giời ơi. Này thì hiếu lợn này. Osaka man. Uầy chết mẹ rồi, thằng Khôi cú bách rồi. Ui giời có 500 ạ thề. Thề hồi phá nhà ăn đồ. Không có phá rồi, sao phá được. Ủa sao vậy? Sao vậy? Mày thế nhờ tự nhiên lấy được cái phá nhà. Hiếu ơi, trời ơi. Ôi giời ơi. Đi tù Hiếu ơi, đi tù 5 năm không. Ôi chấp bật ship ok. Game chọn người thắng rồi. Bảy bước rồi đây. Game chọn người thắng rõ ràng. Ôi 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 triệu mốt ạ. 2 triệu mốt thì vô làm gì nữa. Để đứa nào bước vô đấy chết ngay tại chỗ. Em đứng đây luôn, em không đi ở đây. 78 78 78. Ui giời. Đây rồi, có tí tiền, có tí tiền. Nhẹ. Có tiền tiêu qua đây. 78 78 78 78. Ok. À, ừ. Sao mà game này nó thắng rõ ràng ấy nhỉ? Béo thế nhở? Quẩy căng cứng rõ ràng luôn. Thề game này mà béo thắng nữa ăn cứt luôn thề. Đây rồi. Rồi anh em cố gắng lên ba game mà. Níu óc lên khách sạn rồi, không nói nhiều. Ba game mình nha, ba đẹp linh mình nha. Mình cho đăng kích nào. Sao quay video nhá. 4K mới chịu nhá, đây. Anh em lên bên, Đảm bảo view cao. Độ Missy ăn kích trên YouTube rồi mẹ. Nghe ta cổ đã tới thú vị. Oh. Mình đi trước anh, Độ đi trước ta. Tao đi trước. Xin đi. Lại xin đi. Không có tiền mua. Ok, anh Hiếu có tiền mua luôn à. Áo rồi đấy. Lên khách sạn trước đã, làm gì thì làm. Đúng rồi, mua đấy không anh Độ mua mất. À. Độc đất hộ tao cái. Yeah. Cắt điện. 4 triệu. Yeah. Double land. Ôi dồi, giàu thế. Nứt đố đổ vách. Có mấy chiếc này à? Yeah. Dô mẹ. Double nữa. Đi ghê vậy. Ôi dồi. Em đi kéo cái Venice nữa thôi, cho nó xong luôn đi. Vào tù đi. Venice đi. Ừ, đây rồi. Lại chuồng chó. Chó không, đùa nhà chó. Hồi sinh. Các cò. Hồi sinh. Rồi. Hồi sinh rồi. Ây da, Monopoly. Monopoly đó. Ây da, vô mua chỗ này cái đã. Đây rồi, cắm cái chuồng chó cũng được. À, anh Độ dẫm cái Berlin cái là vui lẻ. Để cái Paris đi. Phá nhà. Phá nhà. Ừ.
Hết hồn liền. Cả ghê kìa. Đấy rồi. Hiểu vô tô. Let's go. Nhà. Không có tiền, không có tiền. Béo có tiền lắm rồi. Ô, xin cái Dubai đã. Béo 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 béo. Ôi, bây giờ phải giật lại cái cho một shit mới cái bắt được anh Khơi. Đúng 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 đúng, anh em ơi, cái này không được, ai lấy không được đây là được. Đây rồi. Đi đây, đây rồi. Đâu đi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Bari. Bán luôn. Đây rồi. Không sao cả. Không sao cả. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Hiểu anh hiểu. Đâu anh đâu có rốt đâu, anh đâu chưa có rốt. Ừ, em nhà cấp 3. Nhà cấp 3 luôn. Đây rồi. Hiếu Madrid. Không sao, không sao. Ông đốt đúng mắt đổ không. Có sao, có sao. Anh em ơi. Chết. Cố lên. À rồi, rồi. Tao lại lấy cái Paris của tao. Ừ. Đỏ thế nhở. Đây rồi. Nó đỏ quá. Yes. Lưng đông, lưng đông. Đi World Cup. X2 tiền mới đau. Đá vui gì thế. Nào dừng lại One Cup. Đây rồi. Đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Đi World Cup. Cúp điện, cúp điện. Trời ơi, bảo vệ nhiều thành phố thế. Mày làm khiên mày. Maris. Ừ, đá cái cặp đôi. Ôi thôi chết mẹ rồi. Đá cái gì cũng được, đá cái gì. Ôi trời ơi. Bất tiền, nghe bất tiền. À Đến thiếu. Đi World Cup. Cái gì đây, cái gì đây. Đi World Cup. Đây rồi. Ủa là khá nhà. London, đúng rồi. London. Đúng rồi. Mẹ game 1v3. Không sao, tao vẫn đi Paris. Nhà cấp 3 luôn ấy. Phải phá này, game tập trung phá cái Paris. Điều 1. Đi thôi. Mình lại xây chậm thế. Anh em tập trung phá Paris là đẹp. Anh em phải lấy World Championship cho đập một phát thôi là xong. Anh em mình nghèo quá. Ui giời ơi. Thằng ơi. Ui giời ơi. Chết rồi. Bốn trăm hai mươi. Ui giời ơi. Ừ, vừa đêm. Lần nào đi qua xuất phát nó phải dâng qua đây. Thôi không được. Tạm được, tạm được. Đi thôi. Đi tù đi. Ô cơ hội. Nó thằng này hết nữa nhờ. Cái gì đây? Ôi lại còn đang update một lần nữa. Xin bỏ con sò. Ôi 4.7 mà đéo ai dẫm nhở. Ui. Ui dồi ôi bố ơi. Trời ơi bán nhà bớt đi. Mấy cái cò, đâu được bán cò chứ, được bán cò đúng rồi, bán đấy được rồi. Bán Osaka khôi, Osaka đất cao mà nhà thấp á. Vâng vâng, để tí tí em bán. Tháng 2. Ừ, hợp lý rồi. Đây rồi, máy bay 6 Hiếu ơi. Úi da, mẹ mày khéo thế nhở. Hiếu cắm cờ, Hiếu cắm cờ. Đúng, cắm cờ. Tao mày muốn gì, tao mày muốn gì. À, mua đấy. Không mua. Tưởng giàu, tưởng đại gia như thế nào. Ừ, đắt bờ lè. Đi World Cup. Trời ơi. Nếu ai đi World Cup nhỉ? Lại còn double lè nữa. Ơi, đây rồi. Đi World Cup. Phá nhà. Đi rồi. Đi quay kịp. Ok. Được không? Nèo. Cúp điện ngay. Đi tôi phải. 1v3 là có thật ạ. Em xin. Lấy tiền không đã đâu. Chúc mừng anh, không cảm ơn em cấp điện mới. Ok. Mẹ mày. Không sao cả. Monopoly. Monopoly ở đây. Hay là nguyên dãy nha mọi người ơi. Ok. Chịu rồi. Ba nhà này. 60.000. Nó chỉ có 1 à, nó chỉ có 1 à đúng không? 2 à? Ui giời, đây anh Hiếu, em giải anh. Gì cả nhưng mà đứng trong đây. Đứng trong. Bây giờ mình chỉ có lấy World Championship thôi. Nhưng mà ra càng làm được cái gì không? Em giữ sức đi em. Em không ra đúng không? Làm được gì? Giữ sức chứ trong đây an toàn. Đây anh vô giữ sức với em. Nghỉ giữ. Khoan bảo ơi. Ok à.
Từ từ bây giờ mẹ phải mua tự nhiên thằng này nó lại có tiền nhờ. Ăn mua đi. Mua đi cũng được. Kim bài miễn tử. Đây rồi. Ai à, bây giờ bắt đầu ra à? Hay đấy. Nhiều tiền. Đấy rồi. Anh xin. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Quả mua khách sạn này hơi sai sao ấy nhở? Không sai. Tự tin mà đi, có tiền thôi. Đây rồi, dạ, thoải mái, easy thôi ạ. Easy. Sao giống em đạp vô 1,1 triệu như ta? Không đạp, hứa luôn, không đạp. Đây rồi. Ôi, mày tấm lòng son thế nhở? Rồi, thằng Chicago này. Ôi, mẹ, mày đi biển hoài vậy? Được, hay lắm Khôi ơi, 8 Khôi ơi. Tiến lên anh ơi. Bây giờ anh ước ước của anh là anh ra khỏi đây, anh vô cho cha cho đợi cho anh đi tù lại. Vô Las Vegas cho mình đẹp đổ ra Tokyo nữa là đẹp. Đừng đổ Paris nhá. Paris thì bú luôn á. Em chỉ có một trách nhiệm thôi đấy. No Paris. Đi World Cup. Go. Đi tù ai đấy? Đấy rồi. Đi tù của hồ theo cặp. Anh Hiếu ơi, ra chiến với em anh Hiếu ơi. Đây anh phải ra ván sau rồi. Mua nốt cái xăng 2 thắng rồi. Mẹ mày mua được chứ mới gọi là vấn đề. Trời ơi, nặng thế. Anh xin lỗi Khôi nhé, để tiếng trả lại cho. Anh đang không bên trả lại cho em nha. Không ra. Ok. Đây rồi. Bon. Không sao. Anh đấy phí nhẹ. Em mua luôn cho anh làm thiếu. Được. Ôi. Ông mua làm cái gì? Anh em mua chứ bây giờ anh giữ tiền để làm gì đâu, tí anh làm hết cũng vậy à. Nhưng mà bây giờ ok. Rồi có nếu mà em hiếm ký được. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, hiếu ta. Mua làm cái gì nhờ? Thôi đây rồi. Bảo rồi đó chứ. Mua luôn hiếu. Không. Thể hiện sự giàu có, sở chi mơ giống nhất Việt Nam nào. Đấy rồi. Được rồi, xem nào. Mua đi anh ơi. Mua chứ, có mua cái cọc phải mua chứ. Trời ơi, em giàu rồi. Em giàu hả? Đấy rồi, chưa đạp vô nhà mình lần nào. Mày lốp vẫn sống được. Oh my god. Úi hồi, New York mày thế. Quá đáng luôn ý. Chuẩn bị có điện là mọi người ơi. Ở đây rồi. Công nhận không đỡ. Yes. Ông đất Paris. Ok. Yes. Mất 50 là nhẹ rồi. Không lẽ em vô Paris ta. Nè. Bọn em bơm cho anh Hiếu đấy, anh Hiếu. Hiếu giàu lắm rồi đấy. Ui. Không sao sao, trả tiền thôi, trả tiền thôi. Em xin. Teamwork make the dream work bro. Let's go. Yeah. One team one dream man. Okay, let's go. Ôi chứ mẹ. Son thế nhở? Dàn mà nó đã lạp ạ. Mua. Không, mua này. Em cần tiền không? Em cần tiền không? Hy sinh cho em nhé. Bơm. Bố lên, bố ơi. Chia cái mình chia tài sản. Chia. Bơm. Chạy cắp chạy luôn đi. Bơm rồi đó. Anh xây rồi. Ui, ăn cướp mẹ rồi. Đâu rồi. Ôi trời ơi. Đây rồi. Em liên minh kiểu gì đây? Không, em vô lại em mua lại cho em nha nếu. Ok. Ok, ba lớp nha ơi. Ôi trời ơi. Ui, cái nhà này ba lớp lần ơi. Càng thế kìa. Ôi ok. Mình phải lấy cái World Championship anh em ơi. Anh em mình chỉ có thắng qua đường đó thôi. Đúng rồi, phải lấy cái Championship đi. 1, 2, 3, 4, 5, 5 Venice, 5 Venice, 5 Venice, 5 Venice. Ui. Không được anh ơi, up lên. Ui, lại có 1 triệu rồi, nhanh vậy đấy. Đi thôi, tự tin.
Ui cái New York mở rồi, cái New York mở rồi. New York là thiệt á, chết mẹ. Qua vào cặp Lion, vào lên. Mở rồi, nó mở rồi. Cái đấy chạm nghỉ quá nhá, giữ cái đấy chỉ có lát lát cờ thôi nhá, chạm nghỉ nhá. Rồi, không mua, không mua, không mua, không mua, không mua, em không mua. Rồi, ai. Ui, được. Hệ số nào cũng chết đấy, biết ngay mà. Mua lại luôn, lấy khách sạn luôn. Mua luôn. Không mua gì. Không mua làm gì. Mua. Năm bôi năm. Ôi à. Bảy nè. Hai game thủ nhau tâm lưu cho. Ui ôi mẹ, mày đỏ thế. Ok. Chicago anh Hiếu ơi. Ô, double lè. Ui giời lại Osaka. Osaka. Osaka Messi, Osaka Messi. Ui mua lại 1 triệu mốt cơ. Đéo mua. Đéo mua. Mua đi chứ lại. Đéo mua. Đây thôi. Hay lắm cô ơi, hay lắm cô ơi. Yes. Em đi nghỉ dưỡng rồi. À đây rồi. Mô ơi. Ơi. Chết mẹ mày chưa thơ. Tại sao em đi nhanh thế? Này thì 1v3 này. Ôi. Tại sao lại như thế? Tại sao vậy Mô? Bây giờ thế này Khôi ạ. Em còn nhớ là lúc nãy anh em mình đã từng kết nghĩa với nhau không? Em nhớ. Ừ, giờ anh giàu rồi, em theo anh đi. Bây giờ thằng kia mới là thằng 1m2 kìa. Em theo anh, em bán cả nhà cả cửa, em theo anh. Anh đồ à? Em theo anh, chắc chắn là em sẽ theo anh rồi. Mới mua nhà sao mà anh hiểu. Em không có gì hết à. Ô, đéo cút luôn à? Đầu hàng đi anh Hiếu ơi, đầu hàng đi. Chưa cút. Bang group kìa, đầu hàng thật đi mà. Đủ rồi. Quá đủ rồi. Đến em banh đúp đây. Ui, thôi. Thôi ạ. À. Chấm dứt rồi. Rồi à. Anh coi chưa chắc đâu anh coi. Chắc thế đéo được nữa. Coi ơi, vô ngồi cho anh dựng lại cái chơi. Anh coi. Lấy cái World Championship là đi à. World Championship, anh đừng bỏ cuộc như thế. Không bỏ cuộc đúng không? Lúc lấy bán còn đúng mà một cái nhà rẻ tiền nhất ạ. Anh đồ ạ, bây giờ em nghĩ này hợp lý nhất này. Em sẽ đi ra. Đấy, anh em bây giờ mình là cùng thắng đúng không? Ok, hợp lý. Thế là anh em mình chia đôi cái chiến thắng này. Ừ. Đấy, em ra thì anh sẽ nâng đỡ em nhá. Đó, em ra này. Mua lại cái này của anh luôn này. Ok, đéo đi biển lắm thế nhở. Đi New York chơi, anh vừa xây khách sạn đấy đẹp lắm Khôi ạ. Ừ, em đi biển với anh luôn. Anh đi đâu em theo đấy. Game này lỗi rồi. Ok, đấy, đi. Đi luôn. Ôi, game này hết lỗi rồi. Ui, xui. Thôi xong. Rồi, cút đi. Rồi, cút mẹ rồi đéo nữa, xong rồi. Cút rồi, thằng thế lật thì đéo được nữa. Không lật được. Không lật được. Ui, vãi cả cút thật. Dậu quá. 1v3 đấy. Ui, chính em là tội đồ chứ nhờ. Ra Khôi tội nghiệp nhất mà Khôi chưa đi một vòng đá mẹ không còn cơ, không có tương lai rồi. Trận nữa không anh? Trận nữa không nhỉ? Hay chuyển sới nhỉ? Chuyển sới được. Rồi, mấy thằng nào anh nghỉ sớm. Rồi chuyển sới xong nghỉ sớm đi, không mẹ mình ham chơi quá tí muộn đấy. Anh chưa xếp đồ gì cả. PUBG đi, rồi, đi sang làm ao làm PUBG đi. Đi. Ok đi, hợp lý Hiếu ơi. Đi. Ủa anh Hiếu lâu lắm chưa có PUBG nhỉ? Anh xóa PUBG từ đà cổ nào. Sao Hiếu nhận tâm thế? Xóa từ 2019 này gì mà lâu lắm rồi. Xóa từ 2019 luôn ạ. Lâu lắm rồi. Cài lại đi anh. À, là từ lúc tao chuẩn bị sang Nemo này. Ê các bạn ơi, tôi chuyển sới bên Nemo đây. Bạn nào sang tiếp qua bên Nemo TV gạch MC nhá. Với cả là báo lại với các bạn một lần nữa là mai tôi đi Sài Gòn nên là tôi sẽ nghỉ tối thứ 7, tối Nhật nha. Và tối thứ 2 tôi sẽ stream lại bình thường các bạn nha. Cảm ơn tất cả các bạn, chúc các bạn gia đình cuối tuần vui vẻ. Bye bye. Ngày đêm vẫn cứ là đúng đời, chỉ mong dòng thời gian sẽ chậm chậm thôi, để xem lại đường đi đã rất dài. Đừng tự hỏi sẽ chuyển đến bao giờ, tương lai đâu có ai ngờ. Và đừng lo, vì một mai sau chúng ta sẽ cùng ra. Đây nhá, tôi vừa ban một ông nhá. Ông ấy spam 3 lần liền.
Nội dung chính xác là hôm trước đi qua xà bì trưởng Hà Nội thấy ông Độ mà ông không thân thiện lắm. Thằng này cố spam đi spam lại này. Tôi nhìn ngứa mắt là tôi ban luôn này các bạn. Để cho nó hiểu là tôi đéo thân thiện thật. Thế nhá.